Nhân chuyến về thăm và tham dự lễ kỷ niệm 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang, sáng nay ngày 23 tháng 11 tại huyện Tri Tôn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và trao cờ từ chương trình Cờ Tổ quốc biên cương cho chiến sĩ nhân dân An Giang và trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, hộ nghèo khó khăn của địa phương. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Đừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hùng. Tại chương trình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng chiến sĩ và nhân dân An Giang 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần Cờ Tổ quốc biên cương của chương trình Tự hào Cờ Tổ quốc với mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc. Từ tháng 6 năm 2019, Ban biên tập báo Người Lao động đã phát động và thực hiện chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Đến tháng 9 năm 2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình đổi tên thành chương trình Tự hào Cờ Tổ quốc với 3 hợp phần gồm Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, Cờ Tổ quốc biên cương và Đường cờ Tổ quốc. Chương trình chính dự được nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình là chủ tịch danh dự. Đến nay, sau hành trình hơn 3 năm, chương trình đã trao tặng hơn 1.200.000 lá cờ Tổ quốc đến chiến sĩ đồng bào các tỉnh thành trong toàn quốc, trong đó có tỉnh An Giang, góp phần cùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ và nhân dân bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 100 suất quà cho học sinh nghèo vùng sâu vượt khó của các trường học trên địa bàn huyện Tri Tôn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ chương trình học bổng học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành lập và là chủ tịch danh dự, trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện Tri Tôn. Đoàn công tác cũng đã trao 100 phần quà hỗ trợ hộ nghèo khó khăn ở các địa phương của huyện Tri Tôn.